Kính thưa tất cả quý vị, sáng hôm nay Quốc Võ thức dậy thì thấy cũng khá nhiều những thông tin cần chia sẻ ngày hôm nay. Thì trước hết thì Quốc Võ cũng xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là bình yên hạnh phúc, thân tâm lúc nào cũng an lạc và nhìn nhận cuộc sống cách là vui tươi, thoải mái. Sau những cái ngày giờ làm việc mệt nhọc đó thì chúng ta cần phải có những cái vấn đề về giải trí, bồi dưỡng sức khỏe, có những cái dược thảo mà làm cho chúng ta cảm thấy là chúng ta tăng cường thêm sức đề kháng nè, hoặc là tránh đi những cái bệnh tật mà thường niên, rồi giúp cho chúng ta cảm thấy là vui vẻ yêu đời càng hẳn lên. Khi có một những giấc ngủ ngon, rồi giảm đi cái lượng mỡ trong máu, hoặc là có những cái điều tiết lại những cái lượng mà dư thừa ở trong cơ thể đó, thì những dược thảo mà Quốc Võ đã bày bán cho mọi người đó trong những ngày vừa qua đó, thì thật sự thì mọi người ủng hộ rất là nhiều và cũng có những cái phản hồi tích cực trong những sản phẩm đó. Thì thật sự Quốc Võ chỉ có bốn loại sản phẩm chính thôi, mình không có bán nhiều, nó dễ bị rối. Và những sản phẩm này là những sản phẩm Quốc Võ đã dùng qua và cảm thấy rất là tốt. Trong một thời gian dài thì cảm thấy rằng là bản thân mình và gia đình của mình đã dùng qua rồi. Và mình cảm thấy là tốt nè, đẹp da nè, làm cho chúng ta trẻ ra nè. Và chúng ta cảm thấy là yêu đời hơn. Rồi chúng ta cảm thấy mạnh mẽ, cho dù chúng ta chỉ ngủ tới 5-6 tiếng một ngày thôi. Bởi vì mình làm việc quá nhiều, nhưng mà chúng ta cảm thấy vẫn vẫn cảm thấy khỏe khoắn các bạn, không có cảm thấy là mệt mỏi nhờ những cái sản phẩm này. Đầu tiên là cái vấn đề về nước lựu đó, thì các bạn cũng đã biết rồi, Quốc Võ cũng đã giới thiệu nước lựu rồi. Thì cái nước lựu này được làm bằng trái lựu nguyên chất, không có pha đường trong này, cho nên những người nào mà bị bệnh tiểu đường đó vẫn uống được như thường. Trong này có nước lựu mà có collagen nữa, thì collagen nó làm cho chúng ta đẹp da thì cái đó là ai cũng biết rồi. Nhưng mà nước lựu này đặc biệt cái là nó làm giảm cái lượng mỡ trong máu, mỡ dư thừa trong máu á, rồi nó sẽ làm cho chúng ta ngủ ngon và tránh tiểu đêm. Đó là những cái vấn đề rất quan trọng. Ngoài ra nó có nước lựu nó chua chua, nó có cái vitamin C nữa, thì nó sẽ làm cho chúng ta tăng cường sức đề kháng của mình. Thay vì chúng ta uống nước cam vắt thì chúng ta uống nước trái lựu này nó cũng là tốt. Và Quốc Võ đang sale 5 hộp tặng 1 hộp, mỗi hộp giá 60 đô la và mua 5 tặng 1, thì trong thời gian này là đang sale nha. Và quý vị trả tiền shipping cho Quốc Võ ha. Khi mà quý vị mua bao nhiêu thì sẽ tính ra tiền shipping bao nhiêu để mà trả. Đó. Thì tại vì mình đã sale rồi thì mình không có free shipping nữa, nó sẽ bị lỗ các bạn ạ. Đó, thông cảm nhìn Quốc giỏi ha. Nước lựu. Cái thứ hai nữa đó là collagen. Collagen hôm bữa giờ bán rất là chạy luôn. Collagen này là collagen của cá hồi, mà các bạn biết là cá hồi là một loại cá rất là tốt. Họ làm collagen để làm cho chúng ta đẹp da, sáng da ha, chúng ta làm căng da, tẩy đi những tế bào chết ở trên da và làm cho chúng ta rất là khỏe ha, khỏe mạnh khi mà chúng ta uống collagen này. Đây là một cái loại collagen mà nó dạng bột, nó từng 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 túi túi nhỏ nhỏ đó. Chúng ta xé cái túi ra, cái là chúng ta bỏ vô miệng là chúng ta uống là cái bột nó tan trong miệng luôn, mà nó rất là thơm ngon đó, nó dễ chịu lắm đó. Thì một hộp này chỉ có 50 đô la thôi, đúng ra là 55 đô, nhưng mà Quốc Võ chỉ để bán 50 đô la thôi, khuyến mãi 5 đô la đó. Một cái loại thứ ba nữa là sâm của hoàng đế. Sâm hoàng đế họ được làm từ sâm của Hàn Quốc, mà các bạn biết rằng là sâm Hàn Quốc là một cái loại sâm rất là tốt, là tốt nhất thế giới đó, là sâm Hàn Quốc đó. Thì các bạn thấy họ đi ra một cái hộp rất là đẹp luôn, cái hộp đẹp lắm. Thì trong cái hộp này đó, các bạn mở cái này ra thì các bạn sẽ thấy là cái hộp sâm nó như thế này đó, thấy không? Cái hộp sâm nè, ở trong này nó có hai hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ như vậy là 10 cái thước, cái nước sâm á, trong đây nè 10 thước, 10 cái thước á đó. Thì mỗi ngày như vậy là mình chỉ uống một sip một thôi. Mình uống vào buổi trưa, mình tránh uống vào ban đêm. Uống vào ban đêm sung quá sao ngủ được, cho nên là mình chỉ uống vào buổi trưa thôi, tăng sức đề kháng, tăng sức mạnh lên, làm cho mình khỏe mạnh lên đó.
như các anh chị, các bà, các cô chú gì đó mà bị trong người không được khỏe đó, uống vô một cái lọ sâm này thôi là coi như là khỏe mạnh lên liền. Thì sâm Hàn Quốc là một loại sâm rất là tốt, họ làm một cái hộp rất là đẹp ha. Cái hộp này mà mình làm quà tặng cho khách khách cho người thân của mình hoặc là cho bạn bè mình là hết sảy luôn, rất đẹp luôn đó, hộp sâm nè. Rồi một cái loại sản phẩm cuối cùng nữa đó là trà Ashitaba của Nhật Bản. Trà Ashitaba Nhật Bản là một loại trà được làm từ cây Ashitaba tại bên Nhật. Ở bên Nhật họ có một cái vùng biển mà cái phù sa nó màu đen thui à, nó nước màu đen, mà cái nước màu đen đó nó rất là đặc biệt, rất tốt. Thì những người dân ở vùng đó đấy, các bạn biết rằng là họ sống tuổi thọ của họ trung bình là 90 tuổi, sống rất là dai, có người tên tới 110 mấy tuổi luôn á, sống dai lắm. Là họ nhờ uống cái trà, uống cái lá cây Ashitaba, thì họ đem về xong họ nấu ra nước rồi họ uống uống đó. Cho nên là cái lá cây Ashitaba này sau này cái công ty Nhật Bản này đó, họ mới đem cái lá cây Ashitaba về, họ sấy khô rồi họ tán nhuyễn ra thành bột, rồi họ đóng vào những cái túi nhỏ đó, họ bán như vậy. Thì mỗi hộp như vậy nè, trong đó nó có 40 gói nhỏ ha, 40 gói nhỏ. Quốc Võ đang bán với một cái giá discount là 45 đô la cho một hộp này thôi, 45 đô la cho một hộp thôi ha. Trong này nó có 40 túi nhỏ, thì một ngày chúng ta uống 2 lần, mỗi lần là một túi. Thí dụ như là buổi sáng uống một túi, chúng ta pha khoảng chừng 1 lít nước, nước nóng á, nước nóng á, không cần phải là nước sôi đâu lắm, nhưng mà nước nóng á để cho nó tan trà ra. Rồi chúng ta uống lai 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 cho tới trưa, rồi xế xế chiều chúng ta lại làm một cái lần nữa, là một cái túi khác, uống tới tối luôn chẳng hạn. Vậy đó là một ngày uống hai túi thôi là đủ rồi, uống tốt sức khỏe lắm, làm cho chúng ta coi như là ngủ ngon, chúng ta coi như là làm cho chúng ta giảm mỡ trong máu ha, giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol đó, được ngủ rất là ngon luôn. Này cái này là trà, cái trà này nó không có chất caffeine nha. Không có chất caffeine, tức là thường thường mà uống trà là ta nói là khó ngủ, nhưng mà thật sự cái này không phải là loại trà mà caffeine, mà cái loại trà này là từ lá cây Acetaba, rất là ngon, thơm và dễ uống nữa. Đó, đó là những cái sản phẩm mà Quốc Võ đang bán trên thị trường. Thì nếu như các bà các cô nào mà mua trên 500 đô la đó, thì Quốc Võ sẽ tặng cho một cái đĩa nhạc của Quốc Võ đây, mang tên là gì? Tạ ơn đời đó, hay không, đẹp không? Tạ ơn đời là gì? Tạ ơn đời là một cái CD đầu tay Quốc Võ luôn, trong đây có 9 bài hát do Quốc Võ sáng tác và trình bày luôn, được hòa âm, được hát, được thu âm rất là đâu ra đó là chỉnh chu đó, kiểu giống vậy, rất là hay. Thì những bài hát này á, nói về cha mẹ, ông bà, nói về tình yêu của bà quê hương đất nước, nói về tình yêu của vợ chồng, nói về những tình yêu của đôi lứa, và nói về trẻ em mồ côi ha, trẻ em mồ côi, rồi nói về cái tình bạn ha, tình bằng hữu với nhau. Thì đây là 9 bài hát do Quốc Võ sáng tác và trình bày. Đây là đĩa CD đầu tiên của mình, mang tên là Tạ ơn đời. Thì Quốc Võ đã in ra 5.000 cái CD này rồi, và đã bán cách đây cũng mấy năm về trước đó. Mỗi cái CD này giá là 20 đô la, và cái thô số tiền mà bán CD này đó sẽ được xung vào cái quỹ Trái Tim Việt để xây cầu nhân ái, đào giếng nước ngọt, hệ thống lọc nước, vân vân, nói chung là rất là nhiều công việc thiện nguyện từ số tiền từ bán được CD này. Thì bây giờ chỉ còn khoảng chừng 50 cái thôi. Thì nếu như quý vị nào mà mua trên 500 đô la đó, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái đĩa CD này đó, số lượng có hạn, chỉ có còn khoảng chừng mấy chục cái à các bạn. Đó đây nè, CD này nè, nó gọi là Tạ ơn đời ha, đó, món quà tặng rất là ý nghĩa của Võ dành cho quý vị. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng là vui có, buồn có, thương có, giận có, ha, nhiều cảm xúc, nhiều lắm. Có lúc thì cảm thấy rằng là nó mệt mỏi quá, hay thà thôi thì mình buông bỏ,
Ha, có những lúc thì lại là rạo rực, là muốn chiến đấu vì những cái chính nghĩa gì đó. Không, có những lúc nếu như mình bị cũng là thiên hạ cũng là nói xấu rồi chê bai rồi dè biểu rồi lăng mạ đủ thứ làm cho mình cảm thấy mình nản chí. Nhưng mà rồi thì bằng những cái lời động viên, những khích lệ tinh thần của các bạn bè thân hữu, cô chú bác gần xa, những người mà theo dõi kênh, ủng hộ kênh mình, cho mình phát triển từ con số 0 cho tới bây giờ là cũng là mấy trăm ngàn subscriber rồi. À, và vẫn giữ đó, vẫn ủng hộ đó, vẫn những cái thả tim, những cái lượt like, những cái lời comment hoặc là những cuộc điện thoại trực tiếp để mà khích lệ tinh thần quốc võ, để mình vượt dậy. Mình là một trong những người mà mình không dám nói mình là cái người chính nghĩa, mình cũng không dám nói mình là một người quân tử gì cả, mà mình nói rằng là mình là một người dám nói thẳng, dám nói thật, nhìn nhận cuộc sống, nhìn nhận câu chuyện này một cách rất là khách quan, vô tư, bất vụ lợi, để chúng ta có thể là tìm ra một ánh sáng chân lý làm cho cuộc sống chúng ta ngày càng nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ, người Việt Nam chúng ta ngày càng đoàn kết với nhau hơn, để có thể là vươn ra tầm thế giới, để cho những người nước ngoài, người dân tộc khác họ phải là thán phục Việt Nam mình. Thứ nhất là nhỏ con nhưng mà tự hào dân tộc rất lớn. Thứ hai rằng là cái sức mạnh ý chí, cái tình đoàn kết giữa dân tộc tuyệt vời. Cho dù chúng ta sống ở nước ngoài hay là chúng ta sống trong nước thì chúng ta cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Chúng ta cần phải đoàn kết với nhau. Và cái nào sai thì chúng ta nói sai, cái nào đúng chúng ta nói đúng, cái nào làm tốt chúng ta vinh danh, còn cái nào làm chưa tốt chúng ta hãy làm lại cho nó tốt ha. Và những cái người nào làm sai trái thì sẽ có pháp luật họ vào, họ định đoạt, họ phán xử, rồi họ đưa ra một cái án nào đó cho nó phù hợp với lại cái điều sai trái đó. Còn nếu như những cái người nào mà họ làm cái việc tốt, cái việc cần phải vinh danh, cần phải khuyến khích động viên, thì cũng có cơ quan nhà nước, chính phủ họ khuyến khích, họ khen thưởng, họ động viên để cho là nâng cao, để cho là mình có thể là khuyến khích cái vấn đề đó, nó càng ngày nó càng làm tốt hơn chẳng hạn vậy. Thì trong câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng, ông Quỳnh Hữu Dũng, từ ban đầu thì chúng ta nhìn nhận được một điều rằng là trước khi câu chuyện ông Võ Quỳnh Yên xảy ra đó, thì họ là những người làm việc cần mẫn, chăm chỉ xây dựng một cái công ty Đại Nam lớn mạnh, có tới mấy ngàn nhân viên và là một trong những cái khu du lịch, vui chơi giải trí phải nói rằng là tầm cỡ của châu Á, thậm chí là nó là tầm cỡ thế giới luôn á. Bởi vì đây là một trong những cái công trình phải nói là rất là hoành tráng lệ, rất là quy là không thể nào phủ nhận được cái vấn đề đó ha. Trường đua Đại Nam là một trong những cái trường đua mà lớn nhất của Đông Nam Á đó. Vì vậy cho nên là phải nói là phải thừa nhận một điều, phải khẳng định một điều luôn chứ không không thể phủ nhận được rằng là cái sự đóng góp cho nước nhà của ông Dũng bà Hằng trong cái thời gian mà trước đó cho đến bây giờ đó thì nó quá nhiều. Nội cái tiền thuế mà đóng chính phủ không mỗi năm như vậy là biết bao nhiêu là kể rồi. Nội cái là tạo ra công ăn việc làm cho những nhân viên thôi ở trong Đại Nam thôi. Chứ chưa nói tới những người khác là cũng biết bao nhiêu công ăn việc làm rồi. Không? Xây dựng cơ sở hạ tầng làm cho cái thành phố không? Tỉnh Bình Dương gì đó là càng ngày càng phát triển lên, vươn ra cái tầm của những cái thành phố lớn của trong cả nước. Thì đó là những công lao đóng góp của ông bà vào cái việc xây dựng của nước nhà. Ngoài ra thì những cái nhiệt việc thiện nguyện mà ông bà đã làm ở trong quá khứ đó thì nó quá nhiều, chúng ta không thể kể hết. Phải không? Mình đã kể rất là nhiều lần rồi và thậm chí là kể đi kể lại vẫn còn thiếu các bạn, vẫn còn thiếu. Tại vì cái như là nó rất là nhiều chuyện. Mà nếu như mà chúng ta mà ngồi đây mà phân tích từng chuyện một á, nó phải là mấy ngày nó mới hết. Vì vậy chúng ta nhìn nhận vào một điều tốt từ ban đầu, ông Dũng bà Hằng đã làm được cái gì trước khi câu chuyện xảy ra ông Võ Quỳnh Yên mà nhiều người không có biết.
Bởi vì họ làm trong thầm lặng. Họ không có phô trương, họ không có phải PR bản thân. Không phải là đến cái nơi này từ thiện, đến nơi kia từ thiện, rồi kêu đài truyền hình, đi kêu báo chí đi theo, kêu YouTuber đi theo để quay. Không phải là vậy như vậy. Ngày xưa làm gì có cái chuyện đó. Cho đến khi mà xuất hiện cái câu chuyện ông Võ Hoàng Yên, thì lúc đó mọi người mới biết tới bà Hằng là ai, ông Dũng là ai, đúng không ạ? Chúng ta cần nhìn nhận một điều rất khách quan là như thế. Còn trong cái câu chuyện xảy ra sau này, dĩ nhiên khi mà chúng ta đưa một cái kẻ nào đó ra ánh sáng pháp luật, thì dĩ nhiên họ phải có cách họ chống đỡ, họ chống trả, và họ có những thế lực riêng của họ. Họ có những người luật sư riêng, họ có những cái người mà thân cận riêng, và họ có những cái người mà cũng là đồng sàng, ha, những cái người mà cùng chung một chứng tiếng với họ đó, thì họ phải có cách để họ chống trả chứ, chứ đâu phải họ xuôi tay để chịu trói được, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là hai bên chống nhau, chúng ta là những người bàng quan, chúng ta là những người bên ngoài, và chúng ta không phải là người trong cuộc, cho nên chúng ta không thể nào hiểu được cái câu chuyện mà gốc gác, gốc rễ tận cùng bên trong nó như thế nào. Chỉ có người trong cuộc mới biết thôi, còn mình chỉ là người ngoài cuộc thôi, mình chỉ phán đoán theo cái cảm xúc cá nhân, và mỗi người có một quan điểm riêng, chúng ta không thể nào chúng ta áp đặt cái suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác được. Các bạn ghét bà Hằng, tôi yêu mến bà Hằng, đó là một cái chuyện, ha, một chuyện, một quan điểm khác nhau. Nhưng mà các bạn không thể áp đặt, nói là tôi nói sai, tôi là xạo, tôi là u mê, tôi là bưng bô, không phải như vậy. Chưa chắc, phải không ạ? Vậy các bạn cổ suý cho cái việc mà chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, thì như vậy các bạn có tự hỏi rằng các bạn phải là bưng bô cho Hoàng Yên hay không? Hay là các bạn u mê Võ Hoàng Yên hay không? Đúng không ạ? Mỗi người có một quan điểm riêng, nhưng mà quan trọng là chúng ta tôn trọng ý kiến lẫn nhau, và chúng ta không có chửi bới nhau, không có lăng mạ nhau, không có đưa nhau lên trên xã hội. Quốc Võ thí dụ như là yêu mến bà Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng Đại Nam, thì Quốc Võ nêu những cái việc tốt của ông bà đã làm trong quá khứ để chúng ta cùng nhìn nhận cái việc đó. Còn các bạn không đồng ý thì các bạn có thể là phản biện, nhưng mà đừng có lôi tên của Quốc Võ ra, hoặc là đừng có lôi tên của những người phản biện ra để mà bêu xấu bôi nhọ. Không phải như vậy, cái đó là không phải cách làm của người quân tử, đúng không ạ? Đó, hôm nay mình thấy tự nhiên có rất là nhiều YouTuber mà mình không cần phải nói tên làm gì. Có một trong những cái YouTuber mà bên dịch, bên phía của tỉnh Thất Bồng Lai đến giờ này vẫn còn bên dịch đó, thì một người là Toán Trần đã bị tù rồi 6 tháng rồi. Còn một trong số những người còn lại hôm nay lại là lên tiếng này nọ rồi. Quốc Võ cũng biết đây chỉ là một cái chiêu trò để câu view, kêu tên Quốc Võ ra để là câu view. Nhưng mà thật sự thì cái như là chuyện đó là cái chuyện nhỏ. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ đây là mình khuyên các bạn không cần phải đưa tên tuổi của những cái người mà phản biện các bạn ra để mà bôi nhọ, để mình nói xấu, hoặc là làm những cái chiêu trò để câu view nó hơi rẻ tiền. Thì cái chuyện đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cái người ngoài họ nhìn vào á, Việt Nam mình á, họ thấy ồ sao lộn xộn quá, ha, bất đồng kết quá, thì họ sẽ đánh giá mình không tốt. Vì vậy cho nên đây là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại, nghiền ngẫm lại như thế nào. Đó, hôm bữa giờ là Quốc Võ được ủng hộ trở lại rất là nhiều, khi mà Quốc Võ cho các bạn nghe một số những cái nhạc phẩm mà của những cái người nhạc sĩ. Quốc Võ cảm nhận rằng đây là một những người nhạc sĩ có tâm thật sự, bởi vì họ nói lên tiếng lòng của mình, họ viết bằng trái tim, phải không? Chứ không phải viết bằng đơn đặt hàng. Họ viết bằng những gì họ suy nghĩ và họ cho đó là đúng, phải không? Từ sâu thẳm của tâm hồn của họ, họ viết ra những giai điệu rất là đẹp. Nhưng mà trong cái cuộc thi đó thì đã không còn nữa. Tuy nhiên Quốc Võ vẫn giữ những cái nhạc phẩm này ở trong một cái hard drive, và Quốc Võ có thể là copy ra rất là nhiều hard drive để bị sợ nó mất á, thì rất là uổng phí cho những cái công sức của những nghệ sĩ đó họ bỏ ra. Những tâm tư tình cảm của họ đã viết xuống, đã chấp bút, đã viết lên những cái dòng melody, những cái giai điệu đẹp, cộng thêm những cái lời bài hát tuyệt vời mà quý vị đã được nghe là hai cái bài vừa rồi đó. Thì hôm nay có thể là Quốc Võ cho các bạn nghe cái bài của chính Quốc Võ và em Vũ Đức Quyên sáng tác trở lại một lần nữa, là cái bài tên là Ông Bụt Bà Tiên đó. Thì
mỗi người đều đều có cái sự suy nghĩ riêng, và riêng Quốc Võ thì cái câu chuyện này, cái câu chuyện thiện nguyện của ông bà Dũng Hằng là câu chuyện mà chúng ta không thể bàn cãi được, mà chúng ta không thể phủ nhận được điều đó. Những cái công sức bỏ ra quá lớn này, và không phải ai giàu có cũng có thể làm được như vậy đó. Có nhiều một số người nói rằng là đây là cái vấn đề về giả danh từ thiện để mà trốn thuế của chính phủ. Thì thật sự không biết các bạn nghĩ sao, nếu như mà các bạn nghĩ rằng nó đơn giản như vậy thì các bạn thử làm coi có được không, làm như vậy để được lợi lộc gì. Ví dụ như mình làm ra những cái quỹ từ thiện, mở ra những quỹ từ thiện nào đó để giúp đỡ cho cái người dân, thì đầu tiên cái người mà được hưởng lợi là người dân nghèo nè. Cái điều đó là cái điều chính xác đúng không ạ? Bây giờ mình giúp cho họ thì họ là cái người được hưởng. Rồi, giả sử như mình lấy cái vấn đề đó để mình trốn thuế chính phủ thì sao mà dễ dàng quá vậy các bạn cho ta? Mình không nghĩ rằng là dễ dàng như vậy. Cái vấn đề về viết một cái check, thí dụ như là 5.000 đô đi, để mà ủng hộ cho một cái hội từ thiện nào đó tại Mỹ này. Ví dụ như Quốc Võ viết một cái check 5.000 để mình ủng hộ cho một cái cuộc gây quỹ nào đó tại tại Mỹ này, trong của một cái hội từ thiện, thì mình sẽ xin lại một cái receipt của họ để mình cuối năm mình khai thuế. Thì mình có thể khấu trừ trên cái vấn đề về 5.000 đô la đó, là do cái cá nhân và tại Mỹ thôi. Còn ở Việt Nam thì không có dễ dàng cái kiểu đó. Làm gì các bạn, ví dụ như các bạn bỏ ra 5.000 đô la cho một cái quỹ từ thiện của ai đó, rồi các bạn là cuối năm các bạn lại là được khấu trừ thuế. Cái chuyện đó ở Việt Nam mình nghĩ rằng không có chuyện đó. Mà nếu nên nếu như các bạn nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng là dôi, làm cái quỹ từ thiện hàng hữu đi để mà trốn thuế chính phủ, thì làm sao đơn giản quá vậy? Sao mà chính phủ để cho họ mà làm ra cái chuyện đó để trốn thuế? Mà nếu các bạn làm được điều đó thì các bạn thử làm đi. Ví dụ như là những cái đại gia nào ở Việt Nam đó, cứ làm từ thiện đi, xong rồi là trốn thuế chính phủ, là mình được được cái lợi gì? Cái số tiền mà lấy lại từ chính phủ đó nó có nhiều hơn cái số tiền mà bỏ ra từ thiện hay không? Không có đơn giản như thế. Mình nói, mình có bằng chứng, rồi mình nói là công ty Đại Nam là trốn thuế này nọ. Tất cả những cái lời đó là những cái lời Quốc Võ cho rằng là bịa đặt, bởi vì không có căn cứ, không có bằng chứng gì cả. Nếu mà trốn thuế chứ chính phủ thì chắc là họ đã sập tiệm từ lâu rồi chứ, sao bây giờ họ vẫn còn tồn tại đó, đúng không ạ? Cho nên mình cứ cứ chờ xem đi ha, mình cứ chờ xem đi. Cũng mong rằng là hiện tại bây giờ thì nói chung là bà Nguyễn Phương Hằng cũng đang ở, cứ coi như là đang đi xa đi ha, đi đi xa một chuyến rồi. Mình mong rằng thì sẽ về lại sớm thôi đó, cũng tội nghiệp cho cái bé Hằng Hữu, bé con trai đó. Còn ông Huỳnh Phi Dũng thì bây giờ này cũng là khá là buồn, mình nghĩ như vậy, nhưng mà không biết là làm thế nào. Tại vì cái tin tức từ bên trong Đại Nam đưa ra, hoặc là tin tức từ của bà Hằng từ T30 á, thì không ai trong chúng ta được biết hết á. Báo chí cũng không không không, không có đăng cái gì. Thì cũng mong rằng là trong tương lai là pháp luật sẽ làm rõ cái việc này một cách rất là nghiêm minh. Ví dụ như là tội bao nhiêu thì xử bấy nhiêu, còn công bao nhiêu thì phải khen thưởng ha. Cái nào công ra công, cái nào tội ra tội, cho rõ ràng để cho mọi người dân ở trong nước và ngoài nước đó, những người Việt Nam mà theo dõi câu chuyện này đó, thì họ sẽ cảm thấy rằng là pháp luật là nghiêm minh đó, đâu ra đó cho rõ ràng là được rồi. Và chúng ta cũng không có không có chống phá, không có cổ xúy cho cái việc mà bạo động, hay là cho chống phá, hoặc là có những cái lời nói quá khích để gây ra những cái phiền toái ha, cho bản thân và cho gia đình trong trong tương lai đó. Thì bây giờ
Xin mời quý vị hãy nghe cái nhạc phẩm của Quốc Võ và em Vũ Đức Nguyên sáng tác. Quốc Võ làm cái nhạc và em Vũ Đức Nguyên là viết lời. Ha, một cái bài hát. Bây giờ mời quý vị hãy cùng nghe nha. Anh hùng xanh với nghi nhân đang là
bạn thấy sao? Cái bài hát này là bài hát được phổ nhạc từ thơ của em trai là Vũ Đức Nguyên. Thì Vũ Đức Nguyên là một cậu bé quốc võ thường hay nói rằng là tật là tàn mà không phế đó các bạn. Em bị bại liệt từ nhỏ, nằm một chỗ thôi. Nhưng mà cái đầu phải nói rằng là hơn cái người bình thường rất là nhiều lần. Em đã sản xuất được 6 tập thơ và thường hay lấy những tập thơ của mình đi bán để chi? Lấy tiền đó làm thiện nguyện. Thì đó cái tấm lòng thật sự rất là cao cả. Thường thường mà những người mà họ mà bị bại liệt hoặc là họ bị một cái khiếm khuyết gì đó trong cơ thể đó thì thường hay được cộng đồng giúp đỡ, phải không ạ? Thường thì hay nhận tiền từ cộng đồng. Còn riêng em Vũ Đức Nguyên đó là em dùng tài năng của mình bằng cái đầu thôi, mà em biết chỉ có là cái ngón tay của em là chỉ có một ngón thôi, là đánh máy được thôi, đánh máy bằng một ngón thôi ha. Có cái laptop nhỏ nhỏ phía trước này nè, này đánh máy bằng một ngón gì nè để làm thơ, và làm thơ đó đó xuất bản ra những tập thơ ha, hàng ngàn cuốn như vậy đó, đem bán đi lấy tiền đó làm từ thiện, phải nói là quá tuyệt vời luôn. Cho nên là cái tấm lòng của em trai Vũ Đức Nguyên này là quốc võ, phải nói là phải là khâm phục luôn á. Ý chí rất là mạnh mẽ luôn. Vì vậy cho nên là quốc võ mới phổ nhạc để cho em Vũ Đức Nguyên cái bài hát này, là một trong những cái lời tâm sự tâm tư của em trai này để gửi gắm đến ông bà Dũng Hằng, ha. Quá là hay đó. Thì vừa rồi các bạn đã nghe một cái bài hát là Ông Bụt Bà Tiên của là nhà thơ Vũ Đức Nguyên đó, thì quá tuyệt vời, không ạ? Quốc võ cũng xin chúc cho cả nhà của mình một ngày thật là thân tâm an lạc, và cũng giống như là chúc cho gia đình của ông Dũng và Hằng, bé Hằng Hữu cũng như là công ty Đại Nam luôn luôn là mạnh khỏe, luôn luôn là an lành và sẽ tìm lại được những niềm vui mới trong cuộc sống nha. I love you cả nhà mình.